12 giờ đêm tôi đi vào một ngôi làng thì thấy cảnh tượng này. Tại sao một chiếc bồn cầu lại đuổi theo anh dân làng chứ? Tôi liền bám theo để xem là chuyện gì đang xảy ra. Đến nơi thì tôi thấy anh dân làng bị mất phần đầu. Tôi sợ hãi, bỏ chạy về nhà để nói với vợ của mình cẩn thận. Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, vợ tôi cũng bị giống anh dân làng hồi nãy. Tôi sợ hãi, cái quần bắt đầu ướt và tôi nhìn xung quanh xem có lũ quái vật đó không. Quay đầu lại thì nó đã đứng như kiểu đang đợi tôi về vậy. Trong hình hài một chiếc nhà vệ sinh nhưng mà phần đầu lại là của người thật. Tôi sợ hãi và bắt đầu bỏ chạy thật nhanh. Tôi thấy một căn nhà kiên cố ở phía trước, mong rằng nó có thể cản mấy con quái vật này được. Tôi nhanh chân chạy vào trong nhà và đóng cửa lại. Chơi màn cờ rất lúc 12 giờ đêm và cái kết bắt ổn. Mười hai giờ đêm tôi vào game và thấy rất nhiều xác của thằng bạn, không hiểu sao nhưng mà tất cả đều đã bị chặt làm hai mảnh. Tôi liền nghĩ ra ý tưởng táo bạo, tôi sẽ đi lấy những cái đầu của thằng bạn để xem tôi có thể triệu hồi thằng bạn ba đầu không. Loay hoay một hồi tôi cũng đã thu thập đủ và giờ là công đoạn gay cấn nhất. Anh em đoán xem tôi có thể thành công không nào. Không có gì xảy ra cả, có lẽ tôi đã thất bại rồi. Tôi chán nản vạ cho bọn nó mấy phát thì đột nhiên ở đằng sau có tiếng động, tôi liền quay đầu lại. Đừng chơi màn cờ dắt vào lúc 12 giờ đêm. Tập 12. Tôi về nhà thì đã thấy thằng bạn bị chém thành hai mảnh. Ở đây có một chiếc cổng kỳ lạ mà tôi chưa có thấy bao giờ. Chắc chắn hung thủ bên trong này, tôi phải báo thù cho thằng bạn. Càng đi vào trong tôi cảm thấy người càng ngày càng lạnh đi. Bên trong những cái nhà này đều có một tấm ảnh kinh dị treo ở đó, tôi bắt đầu trở nên sợ hãi. Càng ngày tôi đi càng gần vào bên trong hơn thì cảm giác như bức tranh đó có sự sống. Lúc này tôi muốn quay lại cũng đã không kịp. Nó thực sự là một con ma. Tôi bắt đầu bỏ chạy khỏi ngôi làng này. Tôi liền nhảy ngay xuống hồ, mong là cái thứ này không có biết bơi. Hình như tôi đoán đúng rồi, nó không biết bơi anh em ạ. Tôi phải mau chóng quay lại chỗ cánh cổng đó. Vừa mới nói xong thì nó bắt đầu bơi qua chỗ tôi. Đêm nay tôi khó ngủ nên là vào game để đi đào kim cương. Thì chưa thấy ai đó dưới hầm và anh ta đột nhiên quay lại nhìn tôi. Thật là kinh khủng, đây là thứ gì chứ đâu có phải là người. Tôi đã bỏ chạy ngay sau đó nhưng anh ta vẫn bám theo tôi. Anh ta cười một tiếng thật là man rợ và tôi bắt đầu bỏ chạy. Mười hai giờ đêm tôi vào game thì thấy con quái vật này. Nó là ai chứ? Tại sao nó lại xuất hiện trong server của tôi? Có vẻ như nó đang tìm kiếm tôi. Lúc này tôi không biết tại sao không thể thoát ra được game. Chỉ có cách là ẩn trốn nó cho đến khi nó rời đi mà thôi. Căn nhà của tôi chính là ở phía trước. Nhưng mà bây giờ không có cách nào để trốn vào trong đó. Lỡ đứng ngoài này mà bị phát hiện là chỉ có xin vĩnh biệt cụ thôi. Ông bà ơi, gánh cho con kiếp nạn này đi, con sắp đái ra quần rồi đây này. Một lúc sau thì con quái vật đã chán nản và dịch chuyển đến một nơi khác. Như mọi khi chúng tôi đi ngủ, đột nhiên có ai đó đứng ngoài cửa sổ nhìn vào nhà tôi. Mặt anh ta toàn máu. Tôi và thằng bạn không biết đó là cái thứ gì. Tôi và thằng bạn tò mò không biết anh ta là ai. Chúng tôi lại gần xem cho rõ. Anh ta không nhúc nhích, chúng tôi tưởng là trò đùa của ai đó thì nó bỗng phá nhà tôi và đi vào. Bây giờ chúng tôi mới biết đó thực sự là một con ma. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì nó bảo nhìn cái chó gì và nó đuổi theo chúng tôi. Tôi bắt đầu chạy trong vô thức. Cái quần của tôi đã ướt sũng từ bao giờ mà tôi còn không biết. Chạy đến một góc tường, thằng bạn tôi bảo đuốc có thể trừ tà. Thế là nó liền cắm một cây đuốc ra xem có hiệu quả không. Con ma thực sự đã dừng lại. Chúng tôi tưởng thoát rồi nhưng mà con ma bảo là tao đéo sợ cái này. Cứu tôi với, có ai không? Có ma này trời ơi. Nãy tôi đi ăn ba tô cơm về thì gặp cái con này. Anh em có biết cách nào đuổi nó đi không chứ tôi sợ quá rồi. Mày đừng có đuổi nữa, tao cho mày 50 được không hả? Hình như cái con này nó không có thích tiền. Có lẽ nào mày muốn ăn ba tô cơm với tao? Không, không đời nào. Mày mau cút đi. Khi tôi vào làng đã nghe thấy tiếng cười man rợ của ai đó. Tôi định vào nhà thì có một cái mặt siêu to khổng lồ đập vào mặt của tôi. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy nhưng mà nó vẫn đuổi theo. Điều kỳ lạ đã xảy ra, cái mặt đó ở đâu cũng có hình như tôi bị chúng nó bao vây rồi. Mặc dù quần của tôi ướt hết rồi nhưng mà tôi vẫn cố chạy vào một căn nhà kiên cố ở gần đó. Hy vọng là chúng nó không vào được trong này. Tôi bắt đầu trèo lên mái nhà để trốn. Nhưng mà đời không đẹp như mơ, hình như là chúng nó biết bay. Khi tôi lên trên tầng thượng nhìn xuống đã có một đám nhìn vào tôi. Có vẻ như chúng nó rất thèm khát tôi thì phải. Bây giờ tôi đã hết đường trốn. Anh em hãy ấn like giúp tôi qua khỏi cái cơn nguy kịch này nhé.
Trên đường đi về thì tôi bắt gặp một cái đầu màu đen thùi lùi, nó bay lơ lửng giữa trời. Chắc chắn là cụ tổ nhà anh da đen về báo thù rồi. Tôi hốt hoảng leo thật nhanh lên trên núi để bỏ chạy, mong rằng sẽ cắt đuôi được nó. Con này không có chân tay chắc không leo lên được đâu. Tôi nghĩ là như thế. Tôi quay lại nhìn một hồi thì không thấy nó đâu. Tôi nghĩ là nó không leo lên được thật, nhưng đời đâu như là mơ. Nó bay lên luôn chứ không cần phải leo. Tôi sợ hãi chạy về cái hàng phía trước. Nhưng tôi sai rồi, bên kia nó đã chặn đường tôi. Và thế là tôi hết đường chạy rồi. Tôi thấy ở giếng có tiếng gì đó liền nhìn xuống thì không biết cái mặt thằng nào nó hãm chui ở dưới đó. Tôi sợ vãi cả chu bin. Thế là tôi chạy thật nhanh mong là nó đừng có đuổi theo. Khi tôi định vào nhà ngủ thì không biết sao nó chui trong nhà tôi từ bao giờ. Tôi sợ quá chạy ngay tới thư viện mong là ma nó sợ đọc sách. Nhưng không, nó chui trong thư viện chờ tôi từ chiều rồi. Tiên sư nhà chúng nó chứ. Chả lẽ tôi lại rút cây súng 20cm trong quần ra bắn cho mấy phát. Nhà tôi bây giờ chúng nó chiếm mất rồi. Tôi định qua nhà anh hàng xóm ngủ ké một hôm. Nhưng mà thế chó nào, chúng nó chui vào nhà anh hàng xóm ăn 3 tô cơm từ hôm qua rồi. Tôi liền chạy ngay lên núi thì chúng nó cũng chui ở trong hang ra. Anh em hãy ấn like giúp tôi qua khỏi kiếp nạn lần này nhé. Còn bây giờ tôi phải chạy đi thay quần cái đã. Đừng chơi bắn cờ rắt vào lúc 12 giờ đêm. Tập 11. Có ai không? Cứu tôi với. Trong nhà tôi có ma làng nước ơi. Trời ơi, nó còn đuổi theo nữa kìa. Người đâu mau tới hộ tống đi. Nó cười một cái mà sao cái quần tôi ướt hết rồi đây này. Đừng bám theo tao nữa. Đừng có bắt tao ăn 3 tô cơm tao không muốn đâu. Tôi bắt đầu chạy vào rừng mong rằng có thể thoát. Nhưng tôi tính đâu bằng chúng nó, một hồi sau tôi đã bị chặn đầu. Và thế là tôi bị chúng nó cho ăn 3 tô cơm. Tôi bị đi lạc vào một ngôi làng kỳ lạ. Ở đây có những khuôn mặt đen xì xì sinh sống. Nhìn thấy chúng tôi vô cùng sợ hãi, không biết chúng nó có ăn 3 tô cơm với tôi không. Bất ngờ có một cái đầu nó chạy ra làm tôi đái mẹ nó ra quần. Nhưng thật may là nó không phát hiện ra tôi thì phải. Tôi bắt đầu thấy nơi này nguy hiểm nên là tìm đường để chạy trốn khỏi nơi này. Xung quanh đây chỗ nào cũng thấy những khuôn mặt đen xì xì giống như tôi. Tôi bắt đầu chạy thật nhanh để ra khỏi ngôi làng kỳ quái này. Nhưng thật là bất ngờ, ở đây vẫn còn lại một anh dân làng bị bắt giữ. Giờ tôi chắc chắn rằng đây là bộ tộc ăn thịt người ở trong truyền thuyết. Phía trước hết đường tôi định chạy lên núi để trốn. Nhưng số tôi đen như chó thế là tôi đã bị phát hiện.